Thank you.
Công chúa áo hồng đến từ Campuchia. Rồi bạn nào đó, bạn nam đi, bạn nam nào muốn nhận quà? À, đủ rồi hả? Rồi trời ơi, lên đứng lên con, đứng lên rồi hoàng tử mình đứng lên con. Ở thêm một bạn nữa hả? Trời ơi, trời sao số lượng tăng liên tục vậy? Thêm bạn nữa, trai gái thì được. Ai à, lên con. Rồi cả nhà lên luôn. Trời ơi, sợ thụng giờ giống vật náo. Trời ơi, đứng vô ngang hàng. Rồi, khởi động. Lắc cái tay lên con, lắc cái tay con. Đúng rồi, lắc lên. Rồi dò cái tay, chà cái tay như rửa tay vậy đó. Rồi để lắc cổ tay. Rồi một bạn cầm cái khăn quá trời màu luôn. Rồi một bạn cầm cái khăn của bà ngoại. Rồi vậy là có một bạn khăn nhiều màu, còn ba bạn còn lại mỗi bạn đều một cái khăn trắng tinh. Còn chú áo phục là màu sắc nhất, chú áo phục là được bảy sắc cầu vồng luôn. Múa là mấy bạn đang múa lên vũ. Trời ơi, vẫn mà la vô. Trời ơi, một con cá quá dữ luôn. Bạn không có gì sợ con, không có gì sợ đó. Vô tập hợp, vô tập hợp. Đây là cái hình diễn nhiệm của tháng 6, rất là dễ thương dành cho con luôn. Rồi, không có gì sợ hết. Bạn đi thôi, này, chú này. Rồi, bây giờ các bạn xếp hàng vô lần lượt từng bạn thử nha. Rồi, xếp hàng vô lần lượt từng bạn thử nha. Đầu tiên là một bạn rất là to con, khỏe mạnh mà hơi yếu đuối xíu. Trời ơi, đứng ở chuẩn bị con trăng rồi, bắt đầu là trời ơi, giờ không có sao con ơi, nhìn vô à đó chứ. Rồi
đó, vỗ tay lên cho bạn nam chúng ta đủ gì ơi, quá dễ thương luôn. Rồi về chỗ con trai, con vô con. Rồi nụ cười tỏa nắng lên con, cười lên, cười. Trời ơi nụ cười tỏa nắng quá. Trời ơi bấm like luôn. Còn về đăng lên Facebook sẽ có rất nhiều người share và comment cho con nha con trai. Rồi tới ai? Rồi tới công chúa nàng tiên cá mà bị mất tiêu cái đuôi rồi. Rồi công chúa tiên cá treo lên đất liền bắt con ra. Rồi ai muốn thử nữa? Vớ mày con trai mày sợ vậy? Lên con, ai muốn lên thử. Để thấy, thì khó hả? Rồi, bây giờ chúng ta dành cho tất cả các bạn chào tạm biệt các bạn ơi.